Làm lo mọi thứ các thứ cho con không phải là ba hả thì là gì đó đó có đầy đủ giấy tờ sơ sơ nó có đầy đủ hết mà tụi nó có đầy đủ hết mà đó đi cho tụi nó ăn giấy cho ăn phở luôn rồi mới về để về mất công á rồi trên bếp đồ ăn gì tùm lum vậy trên bếp cái này là làm lương nấu cái gì tùm lum vậy rồi cái trên đây cái này gì vậy cái này cái gì vậy wow món ăn cũng tùm lum tè le luôn cái gì xào cà hả tôm hả tôm xào cái này là cái gì thịt xào cải à, heo xào cải còn cái này đồ chiên trời ơi tưởng cho tụi nhỏ ăn chiên nhiều cho là từ từ rồi xong rồi cái là cái gì đó rồi cái từ từ lo tới chuyện học hành ha mới qua là cho nó ổn vài ngày rồi xong rồi tới đi lo đi trường học phải không đi chích ngừa đồ tùm lum nữa ừ, tuần sau nghỉ một tuần sau trường học bắt đầu nghỉ một tuần nghỉ một tuần không biết tụi nó có muốn đi đâu chơi không chở cho đi biển đi mà lạnh tới rồi thứ hai đi làm bác luôn chơi anh vị xin đi hả ủa quen không vậy con hả nó không có lạ nó không sủa luôn không sủa luôn mà vô mắt mắt đuôi rồi diễn nhà Huy trong phòng luôn đấy kìa chắc nó tỉnh lắm giống được đúng không hay là giống Henry giống Henry cao cao không à, cái mùi lạ nó biết chứ ở được mùi nó ở được cái mùi lạ nó biết mùi Việt Nam nó mùi Mỹ khác nó cao hơn đô đó ừ cao hơn đô một cái chóp tóc luôn đó nha yeah, nhìn nó trong phim đâu biết đâu nhưng mà ở ngoài nó cao hơn đô cái chóp tóc luôn nói vậy bơm 52 dữ lắm mà. Nãy giờ nói tôi nói ô ta ba mày về thả bơm hai đứa xong cái giờ rút cuộc cái hai đứa bỏ đi lên mẹ mày ở nhà bệnh thả bơm hai đứa xong bây giờ bỏ đi chơi rút cuộc tại ba nó lấy thằng nhỏ kia đi rồi bỏ nó rồi sao bây giờ nó cũng đi còn mình lên mẹ nó nó nói nãy giờ trên xe mà nói tôi cười nó rồi mấy ông nội Việt Kiều này về thả bơm cái dục mẹ nó cái đó lớn lên cái nó làm bách bò tao muốn đi Mỹ tao đi đâu cần phỏng vấn thấy không lớn lên cái tụi nó làm bách bò cái tao muốn đi Mỹ tao đi không không cần phỏng vấn luôn đâu cần phỏng vấn đâu cần gì đó con của Mỹ mà vì đây nè mà mấy đứa con nít khác ở bên Mỹ á, khi nó coi cái phim trong trường hợp này á mà nó không có coi nó không có hiểu nó tưởng là miễn cô Hằng bảo lãnh là được đi qua Mỹ rồi cái nó nhắn bao nhiêu đứa năn nỉ cô Hằng ơi con nhà nghèo mà con ham học dữ lắm cô Hằng bảo lãnh con qua Mỹ để con ở con học mà nó đâu hiểu mấy đứa phải có quốc tịch Mỹ đó có quốc tịch Mỹ mà tụi nó nhỏ thì không có người bảo trợ thì không có qua đây được đó chứ không có qua đây được chứ mà không có không có ai nuôi ở đâu nó bắt đầu từ nơi nào đó ừ cho nên phải có một nơi để nó bắt đầu ok rồi đó ngồi anh đô ra đó rồi hỏi anh đô lấy quần áo rồi ra rồi hỏi anh đô chỉ cho mở nước tắm rửa rồi đi rồi ngủ đây ha rồi cái thùng cá khô để đó đi ngày mai cô Hằng qua cô Hằng khui trái múi vợ thì vô làm bấm game hồi cũng ngủ à nói chuyện với anh đô nói chuyện đô hạp lắm hai thằng nói chuyện suốt trong luôn lại cười gành tiếng Việt với nhau đó ừ. Nghe nói hạp đô mai không phải đi làm nó đi học chứ không bữa nó nghỉ thôi không bữa nữa là nghỉ một tuần luôn lễ không phải lễ cái gì nghỉ vậy cô giáo họ họ bô à. Bô rít ừ cũng phải nồng em bờ mà không phải bô. Nó tới về cái trường học vậy nó đi là cười cô giáo họ thấy tivi ở chỗ trường học đó để ừ. Để coi cái thùng dép rồi cô Hằng lấy đôi dép mang trong nhà cho ra là vô mánh luôn có cây đàn luôn có cây đàn mà có ai tin mà nói ra mọi người cười không chết tôi thua mua cây đàn về cho con chó peanut cắn mua
cái đàn không biết mấy ngàn đó, mà để đây cái ghế á, mà con chó Peanut cắn banh như vậy nè, rồi nó cắn đứt mặt dây luôn. Lúc chó Peanut nằm đây nè, đàn mới tin luôn, cắn banh chơi vậy. Giờ thằng này là vô rồi, vô là tề vô mánh này, có hai đàn nè. Nè Cindy, xuống đây giới thiệu. Xuống đây con. Đây là thêm một người bạn mới nữa. Nhiều không rồi. Nè, ở Việt Nam mới qua đó con, giống Indo vậy đó. Nè, con của cô, Huy. Dạ. Cindy, con của cô. Dạ. Đó. Nó nói Cindy lớn hơn Huy á. Dạ. Cindy lớn hơn á, vậy kêu Cindy bằng chị. Dạ. Kêu bằng chị Cindy. Hả? Ở Henry lớn hơn tuổi hơn nó luôn mà, có nó cao hơn Henry hả? Đó. Henry lớn tuổi hơn nó luôn, đúng rồi. Tiếp tục đàn nữa đi. Nó biết đờn á. Nó đàn ở bên Việt Nam đó con. Đó. Đó, có gì nghỉ hè, nghỉ ở nhà rồi cái giờ chơi với em nhé ha. Nói chuyện với em mới qua lạ đó. Rồi có dẫn nhau đi shopping chơi thì giờ dẫn cho đi chung, kêu bà bá chở lại luôn. Con không được hơi tóc ngắn nữa nha. Mẹ thích tóc dài. Không ngắn mẹ thấy mẹ la hoài. Đó, ở nhà đó là chưa có đi học là thích đàn là đàn được rồi. Nặng quá, phím ở nhà của con sợ đàn kia là nó phím à. Nó nặng hơn. À, từ từ cái này con sẽ quen lại đó. À, đó rồi có cơ hội chơi đó. Đó, mua cái đàn dục nhà cho chó cắn. Ủa mấy cái mạch điện chó cắn ấy lại được rồi hả con? Ừ. Cho chó cắn chơi à, cho con Peanut cắn. Cắn banh luôn cái ghế nè. Đàn này là đàn mới ướt. Đàn mới ướt hả? Rồi bây giờ qua có rồi nó xài đi. Đâu có ai cắn đâu. Có rồi nó cứ chơi, muốn chơi nào lật ra chơi à. Dạ. À, vậy thôi đó. Đó. Rồi thôi, vậy đi ha. Rồi đó, đi tắm rửa. Con đâu tắm hả? Ừ, đó, vậy đó. Thôi vậy hả? Con đó mà con có đồ ở đây nó hơi nhiều không? Ok, để cô dẹp cái tủ ở dưới. Tủ ở dưới lấy đồ ra cho con đồ của con móc riêng tủ ở dưới. Dạ. Đó là con trải cái này lên con ngủ rồi hả? Dạ. Ủa sao mà cái không trải cái mền kia? Dạ tại cái mền này đưa sao nên con. Cái này nó vừa hả? Dạ. Cô kêu nó giặt cái mền kia là trải cái mền kia. Mình kia cho nó cùng với cái màu của cái gói đó. Rồi nằm ở trên hiểu cái sập giường không? Không, nhưng mà di chuyển nó hơi lung lay. Ờ, nó hơi lung lay phải không? Đó, hai tầng nè cho hai thằng nè. Kệ đi, ngủ hai tầng đỡ đi. Tối ngủ thôi mà, còn gì làm bài đâu thì có gì để dọn cái bàn ở ngoài đâu. Dọn hết của thằng mua bàn học rồi về cho. Đó, mà nhưng mà trong đây con ngồi con học đỡ chứ cũng được ở đây nè. Dạ, dạ. Đó. Cái này laptop chú Don đưa rồi đó hả? Dạ. À. Đó. Rồi có gì đó cô dọn cái tủ ở dưới. Rồi ban giờ này không có ngủ được phải không? Dạ. Ừ, thức kiếng nó quen. Thức đi quen, giờ này ban đêm bên Việt Nam mà phải cho nó thức mới quen. Chứ ngủ xem không có quen. Yeah. Ok, để đi. Rồi này là cái gì? Mẹ con mua quà cái bóp này cho cô Hằng ngồi xuống đây đi. Mẹ nó mua quà mà không biết. Mẹ nó mua quà cái bóp này cho cô Hằng để bỏ trong cái giỏ ha, để đựng mấy cái gì cái này lặt vặt bỏ vô mấy cái thẻ rồi đó ha. Mẹ nó mua quà cho vui. Rồi cá khô đâu? Cá khô bỏ ngoài à? Ờ đó, cái xong cái mua cá khô mà không có cho tôi biết. Tại tôi cái mấy gọi nói bả chị không có tiền, chị mua làm chi? Bả nói thì cô Hằng lo cho nhỏ hết, là mua vé bay lo hết, là tôi không có lo được cái gì, thôi tôi mua mấy ký cá khô gửi làm quà. Ok, nếu nói vậy thì thôi ok. Thôi con mở ra. Còn cái này mấy cái bút chì là bút chì vẽ lông mày đó. Hằng thích cái loại bút chì này, nó cứng đó, nó không có mềm, nó không có gãy, cái chuốt nó không có gãy. Đó, còn cái này là cái bóp tặng cho mẹ của Huy mua tặng cho chú Don. Ok, đó, là cái này cái bóp của chú Don. Ok, rồi, cảm ơn mẹ của bé Huy. Đó, rồi cái này cái gì vậy? Ờ, tiêu. Ờ trời ơi, tức cười, có chằm chéo nè. Cái này Hằng nói là thấy ở trên mạng đó, con khui ra của Hằng coi. Thấy ở trên mạng đó là người ta, người ở trên miền quê Tây Bắc á, ăn chằm chéo.
cái mình mới nói á, trời đất ơi, không biết cái chằm chéo này nó ngon tới cỡ nào ta. Cái xong cái mình nói là thôi sẵn sẵn Huy nó qua, thôi để mình mua thử cái chằm chéo này rồi chấm với cái gì ăn coi cái mùi vị như thế nào. Là cái này ta nói là muối kiến là cái móng tay của thằng ấy, cái muối của hả, giống như muối ớt vậy. Nó không biết nó có con gì trong đây, mình nó có cái gì trong đây mình không biết. Coi thành phần hay quê. Trời ơi cay lắm nha. Cay lắm nha. Cái này là chấm chấm cái gì ăn cũng hình như chắc cũng ngon á. Dạ có muối, có ớt khô, mắc khén. Mắc khén. Tỏi với lá chanh thôi. Ờ vậy hả? Ủa. Là chay rồi. Ồ vậy là chay, vậy là chằm chéo vậy hả? Cay dữ lắm, cay dữ lắm. Ở miền Tây Bắc, ở ngoài Bắc hả? Con không biết. Ở đâu miền núi Tây Bắc gì đó thì Hằng hay coi mấy cái TikTok ở trên đó, mình thấy là họ nói chằm chéo chằm chéo á đó. Mà còn không biết cái chằm chéo với cái loại mà cái muối kiến gì là cái gì nữa nha, mình không biết. Nhưng mà cái này cay thiệt trời. Nhưng mà chấm cái này kia ăn chắc ngon. Nó có chỉ là lấy trộn cùng với nước lọc hoặc là nước luộc thịt gà, heo, hoặc bắc chanh vô. Bắc chanh vô. Cho nó có thành cái nước sốt. Ờ, rồi chấm đồ ăn thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Đó, để ăn thử nha. Với lại có thể mình chấm gà luộc rồi thử nha. Mua gà luộc về xé ra chấm. Đó, để bên đây ăn keo ha. Có ai biết ăn à? Biết có ai ăn không? Nhà này không ai ăn mấy cái này hết trơn á. Giống như đô nó cũng ăn gì trơn á, nó không có ăn đồ gì mà gọi là Việt Nam giống như Hằng á. Đô á, ở bên Việt Nam nó qua mà nó không ăn vậy nha, nó ăn kiểu Mỹ không à. Còn biết thằng này sao nha, không biết thằng này ăn kiểu Mỹ không nha. Chứ thằng đô nó ăn kiểu Mỹ không à. Mà con của Hằng đẻ ở đây lại thích ăn mấy cái đồ mà của Hằng, của mẹ. À đúng rồi, đúng rồi, cái màu này đúng rồi. Đó rồi bây giờ là ngủ là giờ này không có ngủ ha. Giờ này là 11 giờ rưỡi trưa ở bên Mỹ. Thì có nghĩa là cũng 12, 1 giờ đêm rồi hả? Chắc 1 giờ, 1 giờ rưỡi. Kìa đồng hồ thì bây giờ là khoảng 1 giờ mấy đêm ở bên Việt Nam. Mà nó không có ngủ, nó không có ngủ thì có nghĩa là tập. Thì hôm qua con có ngủ chút nào? Dạ, hồi trưa hôm qua thì mệt quá, có nghỉ một tiếng. À, ngủ chút, ok, giống như ngủ chút. Thì bắt đầu quen rồi là bắt đầu từ từ đang đi học. Đó, rồi bây giờ là để tại vì thứ hai, bên tuần này là bắt đầu nghỉ lễ luôn cả tuần rồi. Thì coi như là qua tuần sau mới bắt đầu là đi vô, dẫn nó vô trường học để đăng ký. Tại bắt đầu là từ nghỉ lễ luôn tuần rồi đó. Bữa nay là thứ bảy rồi, bắt đầu nghỉ lễ luôn cho tới thứ hai tuần sau. Trường học mới không phải lễ, giống như là ở đây nó nghỉ summer rồi vậy đó. Giữa kỳ học là bắt đầu cho học sinh nghỉ vậy đó, chứ không phải lễ. Thì nghỉ một tuần đó, trường nào cũng nghỉ hết rồi. Xong rồi ủa Henry với Cindy đi rồi hả? Ờ. Thằng Đô cũng đi rồi, vậy hồi có thằng chở con qua bển ha, qua bển chơi. Ừ, để trái nhà buồn đó. Rồi cái xong cái thứ hai tuần sau mới bắt đầu đem nó vô trường ha anh Đôn. Chú đưa con. Ủa hôm qua đưa nó vô rồi hả? Đưa vô rồi đăng ký rồi hả? Dạ. Chờ chích ngừa. Ờ, giờ chờ chích ngừa hả? Yeah. Chờ chừng nào dẫn đi chích ngừa? Thứ ba. Ờ, vậy là thứ ba dẫn nó đi chích ngừa hả? Dạ. Yeah. Ok. Đó, rồi bắt đầu là tuần sau là bắt đầu mới vô trường học rồi ha. Dạ. Yeah. Cho nên bây giờ tuần này là đừng có ngủ ban ngày nha. Đừng tập quen luôn giờ Mỹ mới vô trường học nha. Chứ không thôi vô buồn ngủ chết luôn. Bây giờ ban ngày con có mệt quá con nằm xuống 20 phút cho nó qua cái cơn thôi. Rồi mình gắng mình gượng. Đó. Rồi mình gắng mình gượng để thứ hai bắt đầu mình đi học. Đó, rồi bắt đầu là vô trường học. Rồi trong tuần sau nghỉ để coi cái ngày nào Đô nó nghỉ nó ở nhà nè, rồi cái cô Hằng dẫn cho con với thằng Đô đi mua những cái quần áo gì đó. Coi coi con có được bao nhiêu quần áo đem qua. Rồi để mua thêm cái đồ mùa lạnh ở đây phải mặc nè, chứ bắt đầu mùa lạnh tới đồ đem Việt Nam qua không có đủ ấm đâu. Nhưng mà thằng Đô á nó cũng không có lạnh, ngộ thiệt luôn. Qua đây kêu nó mua áo lạnh dày đi, nó không có đâu, nó mặc áo lạnh cũng bình thường như vậy luôn. Chắc tại con nít nó mạnh mẽ nó không lạnh hay sao mình không biết.
nó không lạnh. Thành ra mua là dẫn cho hai đứa đi rồi mua đồ quần áo gì đi để chuẩn bị đi học đó. Đó thì chuẩn bị cho đồ đi học, dụng cụ bước đầu vô học. Rồi chú Tân đưa phone chưa? Tại con đang có phone của con hả? Chú Tân mở số chưa không biết? iPhone 14 Pro luôn nha, phone mới. Coi đi, mở coi có số rồi luôn hả? Có số nhưng mà chưa có set, chưa có cài nữa. Coi đi, tự cài cái gì đó cài. Trời ơi, chưa lột tem luôn, bóc tem đây cho bà con coi luôn. Vừa qua là có iPhone đã lo sẵn rồi, iPhone mới bóc tem luôn nè, iPhone 14 Pro nha. Thằng gì thằng Đô đã có một cái thì nó một cái. Ừ đó, đứng chưa? Rồi mở lên đi. Chắc mua cái áo bỏ vô. Pin chưa có mua. Chưa pin gì để chặt pin con, có gì rồi chặt pin đầy. Rồi lên mạng mua Amazon cái áo đó để gửi về mặc vô đúng rồi bể với dán kiến nữa, mua miếng kiến dán nha anh Đô. Dán kiến nữa. Dạ, con cảm ơn chú cô nhiều. Đó. Là qua là có sẵn ha, hành trang ha. Rồi cô Hằng phải dẫn đi mua quần mua áo nữa, đang để mùa lạnh tới để có quần có áo lạnh mà mặc. Rồi đàn ở dưới đó đó, buồn thì đi xuống đó đàn. Muốn đàn cái gì nè. Dạ đưa chú lên chặt pin đi. À đó, thấy không, lo sẵn trơn à. Đó, thì bây giờ thà là mình không có nhận nó thì Hằng nói thà là không có nhận, còn nếu nhận thì Hằng cũng lo giống như con của Hằng à. Không thiệt. Thì giờ nói tụi nó Hằng phải dẫn đi mua quần áo tại tụi nó không có biết mua trên mạng. Còn hai đứa con của Hằng á, nó lên mạng vô cái website đồ đó rồi nó bấm lên nó mua, mà nó mua cũng đồ rẻ tiền nó mặc không, chứ con Hằng kêu mặc đồ hiệu nó không biết mặc nha, nó không biết, rồi nó tự mua vậy. Tại nó lớn rồi mà Hằng đi lựa quần áo về đưa cho nó không chịu, nó nói là không có đúng cái sở thích nó, Cindy Henry á, rồi cái nó cứ tự mua trên mạng. Còn hai thằng này á thì bây giờ nếu Hằng tự đi mua về bắt nó mặc, đương nhiên nó lớn rồi nó cũng không thích theo cái kiểu của nó nữa, thì bắt buộc Hằng phải dẫn nó đi ra tận ngoài những cái shopping á đó. Đó tụi con thích lựa cái gì thích mà đúng với của tụi con mặc, rồi giá tiền thì nó phải chăng như con nít mặc đồ bình thường thôi chứ cũng không cần hiểu cái gì đó là mua cho đó. Giống như con Hằng thì Hằng nuôi tụi con Hằng sao thì Hằng nếu nhận tụi nó thì Hằng cũng nuôi giống như con của Hằng thôi. Thằng Đô lâu nay cũng đã sống cả năm mấy ở đây rồi thì muốn cái gì, giống như những đôi giày nó đánh tennis thì phải là giày tốt, đôi cũng mấy trăm thì ok, lên mạng mày lựa cái nào thích thì áp vô đi rồi chú lên trả tiền trên mạng vậy thôi đó. Còn hay là những cái dụng cụ vợt tennis của thằng Đô cũng cặp mấy trăm không á. Thì đó là những cái cần thiết của nó phải xài mà, chứ nó đâu có quan phí đâu, thì Hằng vẫn mua cho hết trơn, vẫn mua cho hết. Rồi ở trong nhà thì ăn uống đồ ăn mua về, con Hằng ăn cái gì tụi nó cũng đều ăn giống nhau cái đó, chứ không có cái gì gọi là phân biệt con ai hết trơn đó. Mình nuôi con mình sao thì khi mình nhận một thêm một cái đứa nữa mình nuôi thì mình cũng nuôi nó giống y như con ruột của mình thôi, chứ không có gì khác hết. Thì cô Hằng cũng chỉ mong là tụi con, khi cô Hằng lo cho tụi con cũng gắng cố gắng đừng có phụ lòng, là cô Hằng không có cần tụi con trả ơn cho cô Hằng cái gì. Cô Hằng cũng nói với Đô vậy rồi, chỉ cần học, không có ép tụi con phải học đạt một cái gì, không có ép để cái đầu tụi con phải gọi là một cái áp lực, nhưng tụi con phải gắng cố gắng về cái sức học của mình. À, được tới đâu thì nó tới, chứ không cần phải áp lực. Nhưng mà ý là không có những cái mà phụ lòng của Hằng, có nghĩa là không có tập bè tập bạn để tập những cái thói hư tật xấu thôi. Cô Hằng chỉ mong một cái điều đó duy nhất là tụi con sống trên đất Mỹ không có tập vô những cái thói hư tật xấu, tụi con sống lành mạnh rồi học hành với khả năng của mình thì tụi con luôn luôn cũng có một cái tương lai sáng lạng. Miễn sao chịu học đúng với cái khả năng của mình thì sau này ra trường mình vẫn có một công việc làm rất là tốt, chứ không phải là cho tụi con cái áp lực phải học đúng cái đó để ra được bác sĩ kỹ sư vậy. Không có cần, tụi con cứ học đúng với cái tầm khả năng của mình thôi ha, không cần cho cái áp lực. Thí dụ giờ con học một năm nó chưa tốt nghiệp, 10 năm 5 năm gì đó nó tốt nghiệp được cái ngành gì con thích cũng được, miễn sao ở đây con chỉ cần học 4 năm đại học những cái bình thường thôi là ra đã có một cái công ăn việc làm rất là good rồi. Trừ khi tụi con đi những cái xa hơn về bác sĩ rồi đó thì mình đi tới 7-8 năm đó. Còn con học có thể 4 năm đại học của những cái ngành nghề là có thể ra trường để kiếm một việc làm có một cái tương lai sáng lạng rồi. Cho nên là ngay cả con cô Hằng cũng dạy như vậy. Cô Hằng không có ép tụi nó là con phải đạt được cái bác sĩ đó cho mẹ hay đạt được cái kỹ sư cho mẹ, không cần. Nói là tụi con cứ học với cái khả năng của mình và cứ sống tốt
đừng có sa ngã vào những cái mà gọi là cô Hằng không có thích. Thường ngày mà trên cái kênh cô Hằng thường làm những cái gì mà con xem được đó là con biết là ừ cái đó là cái để cho tụi con có thể tránh, có thể biết cái đó nếu mình đi vào những cái con đường đó là tương lai mình sẽ mất. Mình cứ nghĩ vậy thôi. Cho nên là những cái cô Hằng muốn là miễn sao đừng có vô những cái đó thôi. Còn ngoài ra tụi con miễn học bình thường với khả năng của mình để ra đời sống đàng hoàng, có công ăn việc làm để tự nuôi sống bản thân mình, có thể tự giúp được mẹ mình, giúp được gia đình mình, nhiều quá là vui rồi. Chứ cô Hằng không có cần sau này tụi con đi làm có tiền rồi cô Hằng trả, con trả ơn lại cho cô Hằng, không cần. Mà cái ơn tụi con trả cho cô Hằng với chú Don á là chỉ cần trả bằng tụi con học giỏi, rồi tụi con ra trường, tụi con có công ăn việc làm, tụi con thành một con người tốt trên đất Mỹ. Đó là một cái của Hằng hãnh diện. Cái hãnh diện của cô Hằng nhất là nuôi tụi con không có uổng những cái mà cô Hằng đã mong muốn. Ha, cô Hằng chỉ mong muốn vậy thôi. Ngay cả Đô cô Hằng cũng nói như vậy. Đô đi không có nhà, chúng ta có cũng bắt ra nghe. Nhưng mà Đô nói hoài rồi. Hằng không có quay phim thường thôi, chứ mà Đô là về tới gặp. Sao rồi? Bữa nay sao? Có ok không? Dạ con ok. Rồi, cái gì cũng được, nhưng mà đừng có tập trung chơi cái hư được rồi. Đó, cho tiền bỏ túi, cô Hằng có nhà về thì đưa, còn không có thì cô Hằng nói là cần đi chơi lặt vặt bỏ túi uống nước xin chú Don dẫn xin. Dẫn xin giống như con mình thôi đó, chứ không có cái gì gọi là phân biệt hết trơn. Dẫn nuôi tụi nó giống như con của mình, nhưng mà cho tiền tụi nó xài trong một cái phạm vi mà mình biết. Giống như là tụi con đi ra ngoài cũng phải có tiền trong túi để mua nước uống. Còn ở trong đây trường học, tụi con đi học ở trong đó có ăn có uống hết rồi. Mình không có tốn bất kỳ một cái đồng bạc nào hết. Ai vậy? Ai dành hả? Ai dành hả? Ủa? Lương hả? Đó. Cho nên là chỉ cần tụi con thực hiện được những cái mà cái gì? Chợ áo. Đi chợ, đi giặt đồ hả? Ủa mắc gì phải ra ngoài giặt đồ? Tại vì chợ bạn về đây, bạn người ở nhà đó, giặt áo, giặt luôn luôn. Ở nhà có máy giặt mắt chứ ra ngoài giặt đồ. Chở bạn đi giặt đồ giùm em quên đồ, cho nên là sẵn đem đi giặt luôn đó. Đó cho nên là ha, đó xài thì ở đây thỉnh thoảng Hằng sẽ review tụi nó lên cho cô chú anh chị em xem, những đứa con mà Hằng đã có thể nhận nó để mà nuôi giống như thực sự con của mình. Thì ở đây là những đứa bé nó có quốc tịch Mỹ nhưng nó không có người thân ở Mỹ, không có ba ở Mỹ. Thì thực sự tụi nó có passport Mỹ, nó có người bảo trợ nó, nuôi nó thì nó cầm passport nó tự động đi bất cứ lúc nào qua Mỹ. Chứ nó không cần phỏng vấn qua một cái gì hết. Tại vì tụi nó là con của Mỹ, tụi nó là quốc tịch Mỹ. Cho nên mà bữa trên xe về mà khi Hằng chọc tụi nó cười. Hằng chọc Hằng nói ha, ba của tụi mày, Hằng chọc nói Hằng đâu. Ba của tụi mày á, về bển thả bom xong, thả bom xong cho mẹ tụi mày ra mấy đứa xong, tao lớn lên tao thành người Mỹ, tao có passport Mỹ, tao tự động tao cầm passport Mỹ tao đi qua Mỹ bất cứ lúc nào cũng được, chứ không cần phỏng vấn. Mà ở trên xe mà mình cũng chọc cho tụi nó nói chuyện, nhiều khi cũng nói mắc cười. Nói đó thấy không, nhiều ông nội về bển xong rồi cái đẻ ra cái bỏ con vậy à, có quốc tịch Mỹ rồi bỏ con vậy à, không có đem qua. Chứ thực sự đem qua nó từ hồi lúc nhỏ đi, 6, 7 tuổi, 8 tuổi đi, là nó học tới bây giờ là nó đã giỏi biết mấy rồi. Tại bên Việt Nam thằng này nó học rất là giỏi. Rất là giỏi thì nghĩ đi, cái giỏi là trong cái não, cái trí óc nó thông minh tự động tự nhiên rồi. Nếu mà nó qua đây hồi cái lúc 8 tuổi, 10 tuổi á, là chứ phải mà hồi lúc mà 10 tuổi đi, mẹ nó cứ gọi cô Hằng đi, tại vì cô Hằng làm chương trình này cũng 5, 6 năm nay rồi. Thì lúc mà nó 10 tuổi mẹ nó gọi cô Hằng, mà bây giờ nó ở đây 5-6 năm, tương lai nó thực sự là đã rất là giỏi hơn. Có thể nó học, nó đã được học bổng sau này đi đại học rồi đó. Mà bây giờ cũng không có muộn nếu như cái cố gắng của nó. Còn ở đây năm nay con học vô lớp 9 phải không? Lớp 10 hả? Lớp 10 rồi còn học thêm 3 năm nữa, 10, 11, 12, 3 năm nữa. Mà nếu cái khả năng con cố gắng giỏi được á, biết đâu chừng sau này con được học bổng đi đại học á. Mà khi được học bổng mà con đi vô xin mấy trường đại học là toàn là mấy trường giỏi nó dành nó nhận mình không à. Tại vì mình những đứa giỏi á, là những cái trường mà những cái trường mình apply vô, những cái trường có tiếng á, là nó sẽ dành nó nhận mình liền. Nó nhận liền tại nó muốn nhận những đứa giỏi đào tạo ra cho cái trường nó nổi tiếng. Thường thường vậy nó những trường đại học á. Đó. Thì cũng hy vọng, nhưng mà thôi con cũng không cần ép cái khả năng con quá, hiểu không?
con cứ học đúng cái khả năng của con thôi, rồi mình ra trường miễn sao mình có được cái việc làm tốt là được rồi. Rồi như vậy là qua như vậy là mấy ngày nay rồi thấy có cái gì bỡ ngỡ, rồi có buồn, có nhớ nhà gì không? Có à? Nhớ nhà nhớ mẹ à, hả? Mới có hai ngày à, mới có hai ngày à, nhớ nhà nhớ mẹ rồi. Như vài bữa đi vô trường học rồi quen à, đó, đi vô trường học rồi cái là học rồi cái từ từ quen à, giống một đôi gà qua đây phơi vậy đó. Lúc qua có nhớ nhà nhớ mẹ cái gì đâu, tại vì nó ở Việt Nam lúc đó như là nó cũng chỉ ở với bà ngoại, mẹ nó đi làm xa đó. Rồi qua đây rồi cái nó hòa nhập nó bình thường à, đâu có cái áp lực gì đâu. Còn thằng này là chắc là ở với mẹ thông suốt phải không, cho nên cái tình thương của gần mẹ nó nhiều hơn thì nó sẽ nhớ nhiều hơn. Còn Đô là lúc đó là nó ở dưới ngoại, còn mẹ nó là đi làm xa cho nên là không có gặp thường xuyên, rồi ra thằng Đô thì nó cảm thấy bình thường. Nó phơi phới à. Thì hy vọng cái tương lai mà khi tụi nó ra trường tốt nghiệp là mẹ tụi nó được qua đây dự cái lễ tốt nghiệp thì đó là được gặp rồi. Thì bây giờ Đô học hết năm nay là bắt đầu tốt nghiệp 12 thì có thể là làm cái xin cái visa cho mẹ nó coi được không để qua dự lễ tốt nghiệp, maybe cũng có thể được đó, cái đó là maybe thôi. Rồi còn thằng bé này cũng vậy đó, maybe thôi. Còn nếu mà chờ tới 21 tuổi á, nó đủ tuổi là nó lãnh mẹ nó qua được chân à, tại tụi nó quốc tịch Mỹ thì nó đủ tuổi 21 là nó tự động nó lãnh mẹ nó được chứ không có muộn màng gì hết đó. Thằng Đô bây giờ cũng 19 rồi, là Đô cũng 2 năm nữa có thể là hợp pháp để lãnh mẹ rồi đó. Đó, còn bé này thì cũng phải 5-6 năm nữa hả mới lãnh mẹ được, nhưng mà không sao, có gì mình cứ lãnh mới lãnh, mình cứ lãnh đi qua để thi tốt nghiệp ha. Rồi coi như là từ từ đi, rồi cuộc sống vô rồi cái con sẽ quen ha. Ok, rồi qua đây là buồn, hai ngày nay buồn nhớ mẹ, sống mọi thứ thấy đều lạ hết đúng không đó. Rồi có khóc không? Có khóc luôn. Vậy là ông này ông còn nít quá, 15 tuổi ông có khóc luôn, vậy là ông còn nít quá. Còn thằng Đô thì chỉ có nói chuyện với mẹ không? Ừ có luôn thì cũng đỡ thôi. Nó thấy chưa, đó thôi tại sao cái lúc ba nó có đem nó qua đây hồi lúc đó mấy tuổi? Đó, ba nó đã từng có đem nó qua đây 6-7 tuổi thì cũng nghĩ là lúc đó đem hai đứa qua cho học luôn đúng không? Mà đem con qua chơi thôi hả? Ý cô đã nói lúc đó là ba cũng muốn đem hai đứa qua để nuôi luôn cho học. Dạ không, đem một đứa thôi chứ mà không đem hai đứa. Sao con nói con có qua đây với ba lúc 7 tuổi? Thì đưa con qua thôi, còn em còn anh lại. Ồ, lúc đó là ba nó đưa nó qua trước để ba con muốn nuôi một đứa, mẹ nuôi một đứa. Cho nên mới bỏ thằng em lại. Thì đưa nó qua bao lâu mà phải đòi về? Dạ, khoảng 2 tuần. Ông nội ơi, đã trai, thấy chưa? Ba đem qua lúc 7 tuổi. Qua có 2 tuần nhớ mẹ quá không chịu nổi. Vậy là thằng này nó đu mẹ nó dính luôn. Thì phải chạy về. Rồi chạy về trong cái dòng thời gian đó. Thì cái bữa hồi lúc 4-5 tháng trước, điện kiếm cô Hằng để mà xin. Chính nó là người cũng nhắn tin là xin được qua đại học. Bây giờ mới qua có 2 ngày lại nhớ mẹ nó. Nó diễn ra y chang như vậy. Rồi nếu nó diễn ra y chang như vậy rồi con có nghĩ là con sẽ chạy về bển để ở bển không? Khẳng định được chưa? Dạ được. Bây giờ mình đã là thanh niên rồi, mình đã lớn rồi, và đây là một cái cơ hội mình có thể khẳng định cái tương lai của mình. Mà cái cơ hội này con chạy về con mất tiêu cái chỗ này rồi. Dạ. Rồi cơ hội ở đâu con để chừng nào mới gời được mẹ để mà có thể phát triển cái tương lai đó. Chính nó là người năn nỉ qua, nhưng bây giờ mới qua 2 ngày nhớ mẹ quá, nhớ nhà. Thì cái đó thật sự cái thằng này á, trong cái tiềm thức của nó thì nó là một đứa con thật sự có hiếu lắm, không gời mẹ được người mẹ là trong khúc ruột của nó thật sự ha. Chứ đô qua phơi phới à, hỏi nhớ gì không? Không. Còn thằng này nhớ rồi, khóc rồi, khóc rồi luôn. Trời ơi, khóc rồi luôn ông nội ơi. Đó, cho nên cái lúc cái khoảng mà
đem con trở về Việt Nam trả đó là ba con mới đem thằng nhỏ qua. Dạ không, sau một năm ba mới. Ồ, sau một năm sau ba con mới đem thằng em qua. Ồ, mới đem em qua. Cho nên là nuôi thằng em, thằng em là nó mạnh dạn hơn thằng này, vậy là thằng này yếu đuối rồi. Thằng này yếu đuối. Cô Hằng có nói với bác Hương rồi, có nói với cô Hương rồi là ngày mai chủ nhật có thể cô Hương lại chở con đi nhà thờ. Đi nhà thờ với cô Hương ha. Rồi cứ mỗi chủ nhật đó là cô Hương tới chở con đi nhà thờ. Rồi có gì đó là cô Hương sẽ gọi trước. Đó để làm số phone của con xong đi cái cho số phone với cô Hương. Mà có gì cô Hương muốn rước con thì cô Hương gọi cô Hằng trước, mà tạm thời lúc này. Đó, là để tới rước con đi nhà thờ với cô Hương. Đó, là coi như nó qua đây là được cái nhà ở gần sát nhà chị Hương đó. Bây giờ đi bộ qua cũng có 5 phút à. Đi bộ qua nhà chị Hương cũng có 5 phút à. Đó thì chị Hương chạy qua để rước nó đi nhà thờ luôn cũng được. Đó, để nó đi đều, tại chị Hương ở đây phải đi đều lắm. Thì nó sẽ được đi đều nhà thờ để con được đạt cái nguyện vọng của con muốn. Thấy không? Tại đây cô Hương là người là ngoan đạo. Cho nên là cô Hương đi mỗi tuần luôn. Thì con đừng có lo là cái chuyện đi nhà thờ là không có người chở. Cô Hằng có nói với cô Hương rồi, cô Hương nói ok, để cô Hương chở con đi. Đó, đó là như vậy đó. Rồi bây giờ là hả, phải mạnh dạn lên con mới có thể là hướng tới một cái tương lai của con. Chứ bây giờ cứ nhớ mẹ rồi cứ khóc rồi làm sao? Tại vì nhớ mẹ là cứ cầm cái phone lên thay thao mỗi ngày là được rồi, phải không? Ừ, là mỗi ngày có nói chuyện rồi. Ừ, không, nó yếu đuối. Nó yếu đuối, nó tình cảm mà nó chững chạc nha. Nó còn chững chạc hơn đô đó. Khi mà nó nói chuyện hai thằng, giữa hai thằng nói chuyện là với cái tính cách bên ngoài là nó còn chững chạc nữa. Đó. Còn so với cái anh cái anh nhị bên kia qua tự nhiên cái quên cái thằng đó, như không đang nói chuyện cái quên tên cái thằng nhóc ở bên nhà bên mất tiêu. Hả? Anh Lâm mày nhớ. Cái anh Lâm đó là thôi đó, mỗi người có một cái tội nghiệp nha mọi người. Cái đây là mình nói về Lâm không phải là thằng nói ha, nhưng mà đó là một cái bệnh của nó, thật sự rất là tội nghiệp luôn á, rất là tội nghiệp á. Nói đó, trời đất ơi, mà đem vô thì thằng mệt, mà thì bây giờ cũng gắng dạy nó chứ giờ làm sao mà không biết làm sao đây đó. Còn mình thấy ok, tánh thằng Đô nó cũng ok nè, thằng Huy này cũng ok nè đó. Còn thằng Huy này là ok nè, mà hy vọng tương lai của tụi con lớn lên, con sẽ được vào một cái khuôn khổ nó chứ bây giờ nó như anh Lâm á, là con thằng nặng một cái gánh lắm. Tại Lâm nó đầu óc nó như một đứa nít mà hơn, nó có bệnh nữa, nó có bệnh về tâm lý nữa, nên nó rất là khổ luôn. Đi làm tới đâu cũng bị đuổi việc hết trơn, rất là khổ luôn, rất là khổ. Đó, cho nên ok rồi, bây giờ là không có khóc nữa, nhớ chưa? Không có khóc nữa. Rồi đó, rồi một chút nữa đó, nếu mà đi qua bển, cô Hằng chở qua bển chơi chút chiều đó, nhờ chú Danh, cho chú Danh trở về. Cô Hằng là ở bển tối ngày là bận rộn buôn bán, làm to làm vé, sắp xếp cái này cái kia, cô Hằng bận suốt luôn đó, chứ đâu có rảnh đâu. Mà Hằng á, mấy đứa nhỏ về sáng Hằng chạy về ở đây nó đi mất tiêu rồi, không có gặp đó. Đó thấy không, ở Mỹ nha. Nói chung mà mình ở chung một nhà với nó đó, mà mình muốn gặp tụi nó cũng phải tới tối đó, buộc gặp được buổi tối thôi đó. Ở đây nó đi học tới tối không à, mà nếu mà nó không có tham gia mấy môn gì thôi, chứ tham gia mấy môn ở trường á là nó đi suốt luôn. Mà con Hằng á, that's why nó tham gia môn Hằng cũng mừng. Mừng là để cho nó khỏi có ở nhà nó đánh game, tại vì khi đánh game á mệt lắm đó. Là thứ bảy chủ nhật là nó có môn là đi múa lân, nhà trường cứ dẫn đi múa lân ở nơi này, múa lân ở nơi kia. Đó. Thì những cái vận động mà mạnh đó, nó cũng làm giảm cái stress nhiều lắm đó. Thì cái nó chịu chơi những cái môn đó mình cũng mừng. Mà thì con vô trường học mà nếu cái môn gì con thích, con có thể tham gia trong trường học nha. Môn đánh cầu giống anh Đô cũng được, phong cao nè. Có thích đánh cầu không? Chắc không mạnh mẽ rồi. Không thích thể thao, con chỉ thích đánh đàn ha. Mà trong trường học thì không biết có môn đánh đàn hay không, không biết. Có mà, phải không Đô? Ừ đó, con có thể tham gia vô những môn đánh đàn, những môn nhẹ đó. Có chứ, thổi kèn là trường học của Cindy. Tại vì trường học của Cindy với Henry khác, còn trường học của bên đây Huy với Đô khác. Thành ra là còn trường học của Cindy với Henry nè, con Hằng là nó thổi kèn
thổi mấy cây càng bự nha, thổi càng mà kiểu cho người ta cái gì đánh banh rồi thổi càng cho cái gì nữa không Đông? Càng cho nhà trường có những cái lễ hội mà thổi những cái càng bự này nè, mua càng cho nó cây, rồi lúc trước mua cây luôn cũng mấy ngàn đó, cây càng có 3 ngàn phải không? Hai cây cũng 4 ngàn đó, mua càng cho tụi nó đó, đó cho những cái môn đó đó. Rồi nó không có học đánh đàn nhưng mà càng nè, múa lân nè, đó nó tham gia những đó. Nhưng mà con cũng có thể, nếu con thích thổi càng thì con tham gia thổi càng, hay là trong đó có đánh đàn thì con tham gia đánh đàn. Nếu đánh đàn thì đúng cái môn của con thì về con vợt lại nhà có cái đàn piano sẵn rồi, đó là về nhà con vợt đó. Đó nói là ở bên bên kia là nó môn đánh đàn cho nhà thờ, cho nên khi qua đây nó gặp chúng cây đàn, có cây đàn sẵn luôn. Mà nhà này cây đàn mua cho con hàng lên dạo dạo chơi 2-3 lần gì đó. Cái lúc mà con chó peanut còn cột ở dưới đây nè, cái nó biết làm gì không? Nó cắn banh luôn cái ghế, nó cắn banh luôn mấy cọng dây điện ở dưới đó, dây điện gáp lại rồi mà cái ghế là cắn banh luôn hết mốt này nè. Đó, nuôi chó ở nhà vậy đó, tức cười không? Giờ con chó peanut đem về bản rồi đó. Ok thôi bây giờ đi kiếm cái gì ăn đó ha, rồi cứ cố gắng như vậy, rồi nghỉ ngơi tuần này là tuần sau đi học rồi ha. Đó, tại vì tuần này là nhà trường nghỉ, nghỉ ngơi tuần này, tuần sau thì đi học. Bây giờ để đi mua gì ăn ta, đi mua gì vậy anh? Yeah, ok rồi vậy đây, rồi bye bye ông bà cô chú đi. Dạ con chào tạm biệt ông bà cô chú. À ok rồi. Ủa sáng giờ con chưa ăn sáng hả? Dạ có con. Ăn sáng hoặc là uống sữa gì đó. Trong nhà còn sữa không biết. Nhà mấy đứa này ấy, tự nhiên mua sữa về nó không uống. Cái nghe nói là không mua nữa. Bây giờ thằng này uống hả? Con uống phải không? Dạ có. Con uống vậy thì có đi Costco để mua sữa. Hai đứa nhỏ nhà này tự nhiên nó nghỉ uống sữa không biết sao nữa. Nghe nói nó mua để tới đông đặt tới hư luôn nó uống. Dạ. Ok rồi, bye bye cả nhà. Bye. Rồi hello cả nhà. Thực ra khi đầu cái video Hằng luôn luôn gửi tới những cái lời về sản phẩm của Hằng, và Hằng luôn cảnh báo, cái này là mình cảnh báo tới cho tất cả cô chú anh chị em. Tại vì thực ra rất là nhiều người đã gọi tới cho Hằng ở Việt Nam, đã bị họ đã dùng những cái tên và cái sản phẩm của Hằng, hoặc là tên hình ảnh của Hằng, họ đã gạt rất là nhiều về nói giống như là collagen. Thì hiện nay Hằng không có bán cái sản phẩm ở trên trang Facebook. Hằng có một cái trang Facebook nhưng Hằng chỉ để giới thiệu sản phẩm thôi, chứ Hằng không có nhắn tin chat message trên Facebook để bán hàng. Mà nếu như ai muốn mua sản phẩm collagen của Hằng hoặc là bột nấm của Hằng là phải gọi cho Hằng bằng số điện thoại là 408-206-1934 và được nói chuyện trực tiếp với Hằng để Hằng hướng dẫn cái cách mua bột collagen. Phải nói chuyện trực tiếp được với Hằng, chứ Hằng không có chat message với ai ở trong cái trang Facebook hay là một cái trang mạng nào để bán bột collagen nha. Hằng chỉ có một cái trang Hằng Kali Channel với lại một cái trang là Hằng Kali Cosmetics. Thì cô chú anh chị em có vào follow và chỉ coi những cái chương trình của Hằng đăng về live stream, hay là có thể là ca hát sinh hoạt gia đình, hay là Hằng giới thiệu sản phẩm. Chứ đừng có chat message ở trong cái trang Facebook đó để hỏi mua sản phẩm, thì Hằng không có trả lời trong đó. Tại vì Hằng không có muốn lầm lẫn là họ nghĩ là Hằng bán hàng ở trong Facebook. Hằng chỉ giới thiệu sản phẩm. Và khi mua vô YouTube của Hằng Kali, nhớ là gọi ở trong YouTube của Hằng Kali để mà mua sản phẩm ha. Gọi coi YouTube Hằng Kali và nhắn vào số điện thoại của Hằng là 408-206-1934 để mua đúng sản phẩm. Còn ở Việt Nam muốn mua những cái hộp bột này lẻ để uống thử thì gọi cho chị Son là 0946-341-811. Ok, rồi nhớ gọi điện thoại đúng của Hằng Kali và được nói chuyện trực tiếp với Hằng hãy mua sản phẩm. Không có chat message trên Facebook mà để mua sản phẩm là lầm, là sai nha. Hằng chỉ có giới thiệu sản phẩm ở Facebook chứ không có bán ở Facebook. Mà nếu như ai đã từng mua Facebook chuyển tiền là cái đó đang bị gạt chứ không phải mua của Hằng nha. Rồi, ok. Chị đau nhức chân cẳng hả? Đúng rồi. Ừ. Cái sau này uống có một tuần là thấy nó đỡ. Wow. Nhưng mà cái khớp nối gì đó, tất nhiên là nó cũng còn sột soạt nhiều, phải từ từ phải không? Từ từ. Mới uống mấy hộp, chị uống được mấy hộp mà bớt. Mới
mới có một hộp đầu. Trời đất ơi, mới hút một hộp mà bà đòi hết sọt sạc. Em tưởng đâu là chị uống 5-6 hộp rồi mà coi như là chị uống một hộp mà nó đỡ, nó giảm hả? Ừ, nó giảm đau. Wow, trời đất ơi. Chừng ngay cái đầu gối á, nó giảm đau. Ừ. Bây giờ cái hộp thứ hai nó cũng sắp hết rồi, bởi vì mau mau đặt. Trời đất ơi, rồi bây giờ nghe nói nè, bây giờ nói thiệt nha, cái cá đó là cái mùa đánh cá đó là nó gián đoạn tới 5 tháng đã xoay đợt rồi, là nó gián đoạn bột cả tháng không có. Cho nên bây giờ ai uống tốt mua dự trữ, tại vì công ty nó cũng báo với hàng là có thể gián đoạn bột đó, tại vì cá đánh bắt cái cá đó trong 5 tháng nó không có cái cá đó, thì bây giờ nó phải đánh để nó dự trữ nó làm mà sợ không có kịp á. Đó. Nhưng mà cái bắt đầu gián đoạn chưa, mình còn khoảng bao lâu nữa? Thì bây giờ nếu mà chị mua uống tốt vậy, mua để dành đại 10 hộp đi. Ok. Yeah, không, cái này nói thiệt, tại vì công ty thì chị báo cho mình biết là phải có mùa sắp tới tháng 10 á, là bắt đầu là gián đoạn cái cá đó, người ta đi đánh không có nữa. Đó, cho nên em nghe em cũng sợ cho khách, tại vì năm rồi cũng y chang vậy, ngay tới dạo tháng này là bắt đầu là bị gián đoạn bột, tại nó không đủ. Ví dụ thời gian gián đoạn thì khoảng bao lâu? Thì gián đoạn như vậy thì cũng mình cũng không biết nha. Đợt rồi, hồi năm rồi thì cái lượng bán em ra ít hơn, mà năm nay ví dụ cái lượng bán em ra nhiều, mà khi khách nó nghe gián đoạn gì là ào ào, ai cũng mua dự trữ nhiều hết á, tại vì khi người ta uống tốt người ta sợ lắm, sợ nó hết á nha. Ok, da da nấm thì ok, nhưng mà có collagen đó, tại collagen là phải làm bằng cái da cá pollock đó, cho nên khi người ta đánh bắt nó có mùa. Chứ nói là tới bắt đầu vô tháng 10 là bắt đầu là hiếm rồi, đánh bắt không có. Tháng 2 luôn, tháng 2 lâu lắm. Bị 5 tháng, 4-5 tháng. Chị Vân sẽ lấy 10 hộp đó đi ha. À hả, chị nhắn thôi cho em đi. Nhắn thôi cho em là lấy 10 hộp với lại 5 nấm đi. Nhưng mà là chị thấy mới uống có 1 hộp là chị đã giảm cái đau nhức của cái chân rồi hả? Nó cũng gần 1 hộp rưỡi rồi. À, 1 hộp rưỡi mà chị giảm lên cái đó là quá trời tuyệt vời rồi. Ừ, nói chung là cái chân, hai cái đầu gối nó bớt đau rồi. À. Wow. Còn lại mình cũng mong từ từ từ. Không, cái gì cũng từ từ chị. Ừ. Đúng rồi. Mới có hộp gửi mà đầu gối bớt đau thì còn cái gì bằng. Dạ đúng rồi. Ừ. Sản xuất bậy bạ nguy hiểm. Đúng rồi. Cái gì cũng phải nó hấp thụ từ từ. Hấp thụ từ từ. Xương khớp nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái vết thương mà nó cũng cái xương khớp nó còn phải chậm, nó hấp thụ. Đúng rồi. Tại vì chị biết cái này là collagen nguyên chất, mà cái loại cá này nó cung cấp cái chất nhờn cho những khớp xương. Cho nên khi vô là nó tạo cái chất nhờn cho khớp xương, chỉ bắt đầu nó mới giảm. Đó, xương nó mới... cốt mình đồ này nọ, ừ. Mình cũng nhức vai, nhức tay nó cũng đỡ thì... Đỡ. Làm đẹp quá. Ờ, đúng rồi. Rồi ngủ cũng khỏe phải không? Ngủ cũng ngon đúng phải không? Đúng rồi, ngủ cũng ngon luôn, mà ăn cũng được nữa. Đúng rồi. Chết luôn. Ừ, ai cũng nói ngủ ngon. Tại vì mình ngủ ngon với mình khỏe trong cơ thể thì ăn nó thấy ngon. Đúng rồi, thì mình kèm cái ăn, mình ăn rau cải rồi nhiều, ăn trái cây nhiều thôi, mình ăn cơm ít. Ừ. Đó. Ok hả? Dạ. Vậy chị Vân lấy hộp cái collagen này lấy 10 hộp, nhưng mà nắm chị Vân lấy 2. Rồi rồi, thôi. Chị Vân nhắn vô cho Hằng đi, nhắn vô để Hằng lên đơn ha. Nhắn tin là chị Hằng rồi lên đơn rồi bao nhiêu tiền nha, rồi, rồi. Chị Vân biết chắc như đợt trước á. Rồi rồi, ok để chị. Ok chị. Okay. Rồi dạ. Ok, thank you Hằng. Rồi nha. Ok chị. Dạ. Bye, bye. Rồi, chúc mừng chị. Dạ bye bye chị. Dạ bye. Yeah. Ôi, khách uống mới có một hộp là đã thấy giảm đau rồi, thêm bây giờ một hộp gửi gần hết hai hộp rồi. Ôi là trời, giờ ăn đó, bây giờ cứ ép ăn vậy đây hoài mà kiểu không mập thì làm sao mình lắc vòng mình exercise thấy bà luôn, mà đồ ăn cứ hoài hỏi sao ốm đây mọi người. Đây collagen nguyên chất tới 100%. Tại sao nói khách của Hằng uống ai về đau nhức khớp xương đầu gối đều giảm tuyệt, hầu như hoàn toàn tuyệt đối. Tại vì cái loại bột cá pollock này á, là nó chiết xuất từ cái da con cá pollock, mà người ta nghiên cứu ra cái da con cá này là để tốt cho vấn đề về xương khớp đó mọi người, tốt xương khớp. Nên là nãy giờ Hằng có nói là tại vì công ty cũng thông báo với Hằng thì năm rồi thì thật sự cũng vậy, miễn tới cái tháng mà tại đánh bắt cái con cá pollock này nó có cái mùa, thì cái mùa đó người ta mới bắt, người ta dự trữ, nhưng mà sợ lúc nào cũng bị hụt hàng gián đoạn hết. Thì năm rồi cũng vậy đó, mà năm nay người ta cũng thông báo trước là tới cái mùa bắt đầu tháng 10 là hạn chế cái cá rồi, thành ra cái da cá nó có ít thì sợ bột ra không kịp để cho người tiêu dùng. Cho nên thì Hằng nói bây giờ nếu mà mấy cô, mấy chị, mấy anh cái nào uống tốt thì mua để dành đi nha, để tới lúc đó mà hết hàng rồi kêu Hằng không biết ở đâu mà chạy ra cho có.
thì có một năm đó là bị gián đoạn hàng một tháng luôn đó, một tháng không có hàng. Rồi trái dưa hấu này nó ngon ông nội ơi, thật luôn á, nó ngọt như đường cát, mát như đường vàng vậy, mà nó giòn mà cắn vô cái nó tan vô miệng mình. Ngon lắm. Ăn khát nước. Để lỡ mình ăn không miếng dưa hấu thì mình sẽ nói về trái collagen này, nó tuyệt vời nha. Này nó ngọt lắm, ăn gần hết rồi. Mua một trái bự này cuối mùa cũng ngọt á. Tan qua thấy trái bự quá, cắt nửa trái đây mà bỏ nửa trái, trái bự bự rồi. Chó nè, quay chó nó ăn dưa hấu nè, ăn thấy thương luôn nha. Dưa hấu ăn được, ăn đang ăn mà ăn luôn hả? Ăn luôn. Ừ. Con nợ thì không có ăn, thấy đen ăn cái gì cái bắt chú ăn cái đó. Đó đó, đây là cái bột collagen nha, chứ nó không có sữa đâu nha, cho nên là Hằng thấy nhiều người cứ gọi lấy Hằng nói là mua sữa, không mà Hằng nói không có bán sữa. Đây là cái bột nó làm từ da cá pollock, da cá pollock nha. Thì mỗi lần uống như thế này, ai bị đau nhức nhiều cứ uống mỗi lần 3 muỗng cho Hằng đi, đừng uống 2 muỗng. Mỗi lần 3 muỗng và pha với một lượng nước ít như thế này thôi. Thì một ngày nhất định phải uống đúng 2 lần nha. Một ngày phải uống đúng 2 lần, sáng và chiều. Nếu ai muốn quậy với nước ấm ấm, nước không uống thì uống. Còn không thì pha với một chút xíu cà phê sữa nóng cũng được, hay là pha với một chút nước chuối gì mình uống cũng được, hay bỏ vô một miếng trái cây để xay sinh tố uống cũng được nha. Rồi miễn sao cho nó vô cơ thể mình nó hấp thụ, có nghĩa là với một lượng nước ít như vậy thôi. Mà ai bị xương khớp đau nhiều cứ uống một lần 3 muỗng đi, rồi sau đó từ từ ổn lại hả, uống 2 muỗng một lần, uống đều. Mình muốn có kết quả phải uống đều. Nó tốt nhất về cho xương khớp nha, về xương khớp, tại vì đây là cái loại mà nó cung cấp chất nhờn cho cơ thể của mình. Cái loại cá này thì người ta đã nghiên cứu ra cái loại cá pollock này làm thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất về cho xương khớp, thì đây là cái người ta lấy từ cái da con cá pollock. Cá này thích hợp về xương khớp nhất, cho nên cái da nó người ta phải tuyệt đối là bằng cá tươi hết 100%, chứ không có cá đông lạnh nha mọi người. Đây là cá tươi, cứ tàu đi đánh bắt đó là một tiếng đồng hồ nó phải cập bến để đem cái con cá này vô để người ta sơ chế liền để lấy cái da, chứ không được đông lạnh. Tại vì người ta làm thế nào để cho nó đạt hiệu quả cao thì người ta cũng nghiên cứu ra, thì thay vì người ta làm cá tươi hoàn toàn chứ không có làm bằng cái con cá đông lạnh. Cho nên là hiện nay á, cái mùa đánh bắt cá pollock này không phải lúc nào cũng có. Cho nên là khi công ty cũng báo trước là tới bắt đầu tháng 10 là cái lượng cá đánh bắt nó ít lại rồi, cho nên là có thể bị gián đoạn bột. Thì ở đây sẵn đây mình nói, nếu mà cô chú anh chị em ai đã từng uống cái bột của Hằng rồi tốt, thì sẵn ở đây mình nên mua mình để dành, tại vì tới hồi hết mà mình đang uống tốt đó, mà tới hồi hết thì lúc đó không có biết ở Hằng kiếm ở đâu cho có. Cũng có một cái người khách ở Canada nói là có người đi Mỹ mua đem về dùm cho 2 hộp mà đau nhức đầu gối dữ lắm, mà uống 2 hộp cái hết trơn khỏe re, cái không có uống nữa, 2 tháng sau đau lại. Tại vì đây không có phải thuốc, mà tại vì là collagen, cái không phải là thuốc điều trị, mà biết cái collagen để nó làm gì, để nó cung cấp những cái chất nhờn cho khớp xương, calcium cho khớp xương của mình. Mà mình uống ở đây á không phải thuốc, cho mình có uống cả cuộc đời mình, đó là mình cung cấp cái chất nhờn vô cơ thể và nó giữ cái cơ thể mình khỏe trẻ trung thôi, thì mình không có cảm thấy già, thì không có mệt mỏi, không có đau nhức. Chứ không phải là đâu có cần hà tiện đâu. Cái này thí dụ Hằng nói Hằng uống có thể nó đi theo Hằng suốt cả cuộc đời nếu như công ty còn sản xuất ra cái loại này. Hằng nói thiệt luôn, tại vì nó không phải thuốc. Ở đây là nó có đóng dấu của FDA, GMP kiểm duyệt rất là rõ, nó không có thuốc, không có một cái chất gì là gọi là thuốc để điều trị cho cái gì, nhưng nó là collagen nguyên chất. Nhưng cái người làm ra cái collagen này, người ta đã nghiên cứu cái da con cá pollock đó là để làm tốt, nó có tạo được những cái sụn, cái chất nhờn cho xương khớp mình. Cho nên ai về đau xương khớp uống vô giảm liền, uống vô không phải là giảm liền, nhưng uống ít nhất từ 2 tuần trở lên mình sẽ cảm thấy. Tại vì Vũ ơi, bật dùm cái đèn á, bật dùm cái đèn. Cho nên nó tạo ra cái chất nhờn, thì khi cái chất nhờn vô khớp xương mình, có phải xương khớp mình cảm thấy đi đứng nó khỏe, nó dẻo dai không?
Còn giống như mà mình khô khan á, nó khô rồi nó cảm thấy con người mệt mỏi thì cái xanh ra đau nhức đủ thứ hết, đi bộ cũng mệt mỏi đó. Cho nên nó không phải thuốc thì mình uống mình đừng có hà tiện. Một tháng mình chỉ cần bỏ ra vừa tiền ship luôn, uống hai hộp có 150 một bạc một tháng, thì mấy cái sức khỏe, nếu mình không có sức khỏe thì làm đâu mà ra tiền. Cho nên Hằng nói thiệt, nếu mà cái công ty bột này nó vẫn còn á thì Hằng vẫn uống tới cả cuộc đời của Hằng. Cái bột này Hằng không bao giờ bỏ, tại chính Hằng là người thực tế luôn, Hằng mới dám giới thiệu mạnh và Hằng mới nhận cái sản phẩm này để Hằng bán. Hằng là người thực tế đã uống nó 6 tháng xong đó Hằng mới nhận cái sản phẩm này để bán. Hằng đi bộ á, nói thiệt luôn, hồi trước đi bộ cũng mệt mỏi lắm. Bây giờ đi bộ mà tối mà đi bộ đảo mấy vòng lên trên cái nhà của Hằng, từ xuống dốc núi lên dốc đồi này đó, là work về anything cho cái body luôn. Mà đi xong rồi về ngủ ngon, chân cẳng không đau không nhức luôn. Cái đó là mình nói thiệt đó nha. Cho nên mà cô chú anh chị em lớn tuổi về xương khớp, nhớ ai chưa uống cứ thử hai hộp đi để biết kết quả. Còn về cái vấn đề mà chị em phụ nữ á, trong thời kỳ mãn kinh nha, hoặc là mình 28 tuổi là collagen mình đã mất rồi, cho nên trong lúc 28 tuổi bắt đầu uống collagen đi. Còn chị em phụ nữ muốn còn kinh nguyệt, muốn giữ thời kỳ kinh nguyệt của mình lâu, nói thiệt uống collagen của Hằng đi nha. Cái này nói thiệt nha. Còn ai đã lỡ hết rồi đó, uống đi rồi sẽ thấy cái tuyệt vời của cái collagen này. Nó tạo cái gì trong cơ thể mình cho những người mãn kinh. Và những người trong thời kỳ tiền mãn kinh cũng rất là khó chịu trong cơ thể, thì mình cứ uống đi. Để khi nó nạp collagen vô thì nó có thể làm chậm cái quá trình tiền mãn kinh của mình, và có thể giữ lại cũng còn được kinh nguyệt. Mà khi phụ nữ hết kinh nguyệt sớm á, nó rất là mệt nhiều thứ luôn. Da dẻ thì khô khan sần sùi nè, sanh ra bệnh cao mỡ cao máu nè, rồi bệnh tim mạch nè, sanh ra tùm lum thứ bệnh đó. Mà cái kinh nguyệt còn là một cái điều rất là gớt. Cái này mình nói thiệt luôn, Hằng là cách đây 1 năm 2 năm trước rồi thì Hằng cũng sợ vấn đề hết kinh sớm lắm. Mình 40 mấy tuổi là bắt đầu sợ nha, tại có nhiều người gọi lại nói với Hằng người ta 40 tuổi người ta hết kinh rồi. Mình nghe mình sợ cái xong cái bắt đầu mình tìm tòi collagen uống. Nhưng mà Hằng cũng uống rất là nhiều thứ khác, không có kết quả, không có thấy cái gì. Mà khi uống từ uống cái này nè, cái kinh lúc đó mình thấy ít mình sợ, bây giờ uống nó có lại nhiều như là lúc mình 30 tuổi. Cái này nói thiệt, cũng có mấy chị khách gọi lại nói với Hằng, nói kinh ít lắm rồi mà bắt đầu uống được tới hộp thứ 3 rồi thấy kinh là có lại nhiều quá trời luôn. Thì cái đó là cái good, tại vì nó tạo collagen vô thì nó chậm cái quá trình mình già đó. Tại khi già thì kinh nguyệt phải hết đó, thì nó chậm lại cái quá trình già, nó giống như cơ thể nó hoạt động lại vậy đó. Thì cái đó là một cái điều phụ nữ mình rất là cần luôn. Cho nên mấy chị mà lỡ hết kinh rồi đó, cũng có nhiều chị gọi lại chia sẻ. Nếu mà ai từng coi phim Hằng mỗi ngày mà để ý nghe đi, nhiều chị cũng chia sẻ 50 mấy tuổi rồi, mấy chị nó hết kinh rồi, ông chồng cũng 50 mấy, thì những cái đó đều đáp ứng cho chồng. Mà nếu không chồng đi có vợ bé, cái bẩm sinh của cơ thể mà, cái tạo ông trời tạo quá mà. Cái xong chị nói mỗi lần như chị sợ lắm, sợ gần gũi chồng lắm, sợ lắm. Thì chỉ nói từ khi mà biết được Hằng bán cái bột này, uống cái bột này của Hằng, chỉ nói feel khỏi thoải mái hơn thì bò lắm. Mà đôi khi cái chuyện đó chỉ còn thích nữa, mấy chị còn thích nữa. Cái đó là mấy chị nói thiệt luôn, tại cái đó là tạo hóa của cơ thể, nó không phải là cái thuốc gì để kích thích, không có hoàn toàn 100%, không có gì thuốc. Nhưng đó là cái collagen. Mà cái collagen đó trong cơ thể con người mình, lúc nào ai search lên mạng tìm hiểu về collagen đi, nếu mình mất collagen là có phải mình mỗi ngày mình già? Mà khi già thì cơ thể mình đâu có còn cái gì nữa đâu, cái đó đúng không? Mà khi uống là nó tạo lại, nó nạp vô trong cơ thể của mình, nó tạo lại cái tiết tố của mình trẻ trung, thì mình cảm thấy yêu đời hưng phấn vậy thôi đó. Thì thực sự cái này nam nữ, người lớn già gì uống càng tốt, tại mấy cô chú già là khớp xương nha, với lại mệt mỏi lắm. Mà tất cả ai uống đều nói là ngủ rất là ngon, ngủ rất là ngon đó. Chỉ có $68 cho một hộp thôi, cho nên là phải gọi đúng hàng Cali với số điện thoại là 408-206-1934. Nhớ một điều là phải gọi đúng hàng Cali nha, 408-206-1934, để được nói chuyện trực tiếp với Hằng mới được mua đúng cái hũ bột collagen này. Chứ hiện nay trên thị trường giả rất là nhiều luôn, thì Hằng luôn luôn nhắc nhở tất cả cô chú anh chị em mình hãy rất là cẩn thận khi mua cái sản phẩm collagen này ha. Tại vì giả lấy cái tên Hằng nè, lấy những thước phim của Hằng lên để bán, nhưng mà khi đó bán khi họ giao hàng hoặc là họ không có giao hàng luôn, tại vì cái đó là gạt nha.
Cho nên muốn mua đúng của Hằng Kali là phải gọi và được trực tiếp nói chuyện với Hằng. Số điện thoại của Hằng lúc nào cũng nổi ở trên màn hình như thế này. Thì mình mong cô chú anh chị em đừng có bao giờ bị lầm lẫn giữa mua cái collagen mà nói là ồ giống của Hằng Kali ha. Rồi, thì ở đây là bột collagen. Và sau đây Hằng sẽ nói về cái tác dụng của cái bột nấm này. Thì thực ra cái bột nấm này nó cũng rất là thần kỳ nhiều thứ cho cơ thể mình. Thì cô chú anh chị em mình có nhã hứng thì nghe để Hằng nói về cái sản phẩm bột nấm nha. Ok, rồi cái bột nấm này thì nó có tác dụng là về cho cao mỡ, cao máu nha. Cao mỡ, cao máu rất là tuyệt vời nha. Và ai có về những cái triệu chứng giống như là mình hay có bú lành, bú độc gì không biết, thì cũng có khách comment là uống nó đã teo, teo những cái bú, bú bằng ngón cẳng cái ở phía sau cổ, uống bây giờ teo còn một chút xíu. Thì cái đó là những lời comment của khách nha. Còn ai bị tiểu đường nha, mỡ cao, máu cao nha, thì đây cũng có khách gọi tới, nhắn tin tới và nói Hằng ơi rất thần kỳ, Hằng ơi cô đã uống bột collagen của Hằng và uống bột nấm của Hằng được khoảng chừng 3 tháng và đi thử máu lại từ đường 7.6 bây giờ đường chỉ còn có 6 chấm mấy gì thôi. Thì cái đó là nói là bác sĩ còn hỏi bà có ăn cái gì không, bà có uống cái gì không, bà có cử ăn không mà tại sao được tốt như vậy, máu nhưng mỡ và đường tốt như vậy. Thì bà nói không, tôi không có cử ăn, tôi ăn bình thường, cái gì ăn được thì ăn, giờ cái gì tôi không ăn được thì tôi không ăn. Nhưng mà có uống collagen của Hằng và uống nấm của Hằng thì đó là cái tuyệt vời. Khi cái nấm, ai đã bị tiểu đường uống bột nấm của Hằng đi nha, mỗi ngày chỉ uống một muỗng như thế này thôi, nhớ là một muỗng nha, mỗi ngày pha với một lượng nước vừa và uống một muỗng thôi, đừng uống nhiều, một muỗng và uống một lần ha. Cứ uống liên tục như vậy trong vòng 3 tới 6 tháng mình đi thử máu lại nha, rồi sẽ biết kết quả như thế nào. Chỉ có 75 đô thôi, 75 đô cho cái hộp nấm này nha, nó siêu mịn. Và bột nấm này có thể mình uống gần cả tháng hoặc là 3 tuần mới hết một hũ bột nấm cho một người uống. Còn nếu như hai người uống muốn uống thử thì cứ mua 2 hộp nha. Đó, rồi bột collagen 68 đô cho cái collagen 68 đô và bột nấm 75 đô. Thì tất cả cái sản phẩm mà Hằng đang bán thì tất cả cô chú anh chị em mình muốn mua thì phải gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali là 408-206-1934 để được trực tiếp nói chuyện với Hằng, mua đúng sản phẩm nha cô chú anh chị. Ok, Hằng luôn chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhớ mua đúng sản phẩm của Hằng Kali. Ok.